Puka và Dương Tuấn Kiệt hé lộ bộ ảnh cưới mới, độ xứng đôi gây sốt. Sau khi công khai chuyện tình cảm và chính thức về chung một nhà sau đám cưới hoành tráng, Puka và Dương Tuấn Kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội thời điểm này. Không những thế, nhất cử nhất động của cả hai được đông đảo khán giả quan tâm. Thời gian qua, cặp đôi cũng chăm tung ra những bộ ảnh cưới gây sốt cõi mạng. Mới đây, Puka hé lộ thêm bộ ảnh cưới vô cùng đỉnh cao của cả hai. Bộ ảnh này cô dâu chú rể gây sốt vì rất xứng đôi vừa lứa. Trong khi Dương Tuấn Kiệt diện vest đen cực điển trai, Puka lại gây sốt với màn khoe nhan sắc cô dâu tháng 11 xinh nức nở và khiến ai nấy không thể rời mắt. Trước đó trong đám cưới, Dương Tuấn Kiệt có chia sẻ ngọt ngào: "Hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời. Trước sự chứng kiến của ba mẹ, gia đình và tất cả bạn bè đồng nghiệp, anh sẽ không thề, vì đó chỉ là một lời nói suông. Anh vẫn sẽ làm những điều hàng ngày đã làm cho em, để em cảm nhận được yêu thương từ anh. Cảm ơn em, vợ của anh yêu em." Khải Như vẫn giữ điều này với bạn thân Puka. Những ngày qua, cặp đôi Puka Khải Như vướng loạt tin đồn nghỉ chơi, nghi vấn xuất phát từ việc Khải Như liên tục vắng mặt trong hôn lễ của Puka, dù trước đó cả hai có mối quan hệ thân thiết. Không chỉ trong công việc, khán giả dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc đôi bạn này đi chơi, tham gia chung nhiều sự kiện cùng nhau như hình với bóng. Vì thế sự vắng mặt của Khải Như trong đám cưới Puka khiến dân tình đặt dấu chấm hỏi lớn. Đáng chú ý, mới đây netizen soi ra được rằng dù cả hai không đi chơi nhiều với nhau như trước, không tương tác trên mạng xã hội, nhưng trên Instagram Khải Như vẫn lưu giữ ảnh chụp chung với Puka riêng trong một album với tên My Friend. Tuy nhiên, nghi vấn nghỉ chơi giữa hai người vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn, bởi người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng về chuyện này. Thực hư thế nào chỉ có Khải Như và Puka biết rõ. Vừa qua, vợ chồng Puka Dương Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới hoành tráng tại Cam Ranh và thành phố Hồ Chí Minh, gồm sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ đình đám: Trấn Thành, Trúc Nhân, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Nguyên Thảo, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ, Minh Tú, Sam, Khả Ngân, v.v. Như dự kiến, Puka và Dương Tuấn Kiệt sẽ chuẩn bị tổ chức tiệc cưới nữa tại Đồng Tháp, quê nhà cô dâu. Đây là hôn lễ được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của những người thân phía gia đình cô dâu và một vài người thân thiết. Hậu đám cưới trình trang, Dương Tuấn Kiệt nhận quả ngọt với món quà riêng tặng Puka. Vừa qua, đám cưới của Puka và Dương Tuấn Kiệt trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Sau 4 năm hẹn hò, chuyện tình cảm của cặp đôi Gimpu đã gặt hái quả ngọt bằng một đám cưới vô cùng lãng mạn. Mới đây, ngay sau đám cưới, Puka tiếp tục thông báo nhận tin vui khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cụ thể, Puka thông báo vợ chồng cô liên tục đón tin vui khi sản phẩm âm nhạc mới phát hành trong đám cưới được đông đảo khán giả đón nhận và thu được thành tích khủng. Bà xã Dương Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ: "Cảm ơn khán giả và các bạn đã yêu thương Gimpu." Theo đó, MV ca nhạc Em Này đã nhận được 1,4 triệu lượt xem, leo top 1 iTunes, top 10 YouTube. Riêng bài hát Cục Vợ Ơi Lấy Anh Nha cũng đã thu về hơn 700.000 lượt xem và đứng vị trí 20 YouTube. Đây là tín hiệu vui dành cho Puka Dương Tuấn Kiệt như là món quà đặc biệt dành tặng cặp đôi sau hôn lễ vừa qua. Theo chia sẻ, trước ngày cưới, Dương Tuấn Kiệt giới thiệu MV Em Này như một món quà sinh nhật dành cho Puka. Bài hát này thuộc thể loại pop ballad và thể hiện mong muốn của anh chàng cùng em trong chơi khắp nơi trên thế giới. Cuối MV, cả hai chung tay viết thư cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ và tin tưởng họ suốt thời gian qua. Ngoài ra, Dương Tuấn Kiệt còn biểu diễn bản nhạc Cục Vợ Ơi Lấy Anh Nha, một bài hát đặc biệt dành cho cô dâu Puka tại lễ cưới trên bãi biển của cặp đôi. Dương Tuấn Kiệt liên tục gọi yêu Puka là cục vợ trong hôn lễ, thừa nhận một điều. Ngày 6 tháng 11, lễ cưới Puka Dương Tuấn Kiệt chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, góp mặt trong show đám cưới gồm tên tuổi đình đám trong showbiz như Trấn Thành, Trúc Nhân, Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang, Nguyên Thảo, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ, Minh Tú, Sam, Khả Ngân, Trung Quân Idol, Đàm Vĩnh Hưng, Song Luân, vợ chồng Quyền Linh, Hòa Minzy. Tiệc cưới đắm chìm trong sự lãng mạn ngọt ngào và lộng lẫy khi tạo dựng một không gian cổ tích ngặt ngào hương hoa. Cô dâu Puka xúc động nói: "Hai đứa em rất hạnh phúc vì hầu như những người thân yêu nhất của tụi em đã có duyên gặp nhau trong cuộc đời này, đến 90% mọi người đều có mặt đầy đủ. Đó là điều hạnh phúc của em và mong rằng mọi người có trải nghiệm tuyệt vời cùng chúng em." Chú rể Dương Tuấn Kiệt thừa nhận không giấu nổi sự hồi hộp trong ngày trọng đại: "Giây phút này em run quá không biết nói gì. Thật sự, chúng em biết ơn tất cả mọi người đến đây, chứng kiến giây phút em có cục vợ của em có gia đình mới như ba em chúc phúc cho tụi em." Trước đó, trong hôn lễ ở Cam Ranh, Dương Tuấn Kiệt không nói lời thề với vợ mà muốn nắm tay người mình thương yêu đến hết cuộc đời. "Anh cảm ơn em vì đã luôn yêu thương ở bên cạnh anh. Trong mọi chuyện dù có những thử thách sóng gió, nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được để đến hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời." Trước sự chứng kiến của cha mẹ, gia đình, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết, anh sẽ không nói lời thề, vì nếu thề mà không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà anh đã làm mỗi ngày cho em, để em cảm nhận được những gì anh yêu thương em dành cho em, cục vợ của anh. Anh yêu em. Sau đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, cả hai tổ chức lễ cưới ở Đồng Tháp, quê của Puka. Không thể non hẹn biển, chú rể Dương Tuấn Kiệt nhắn nhủ tâm sự xúc động gửi đến cô dâu Puka, chỉ ba từ đủ nói lên tất cả. Hôn lễ được tổ chức bên bờ biển thơ mộng, lãng mạn, quy tụ dàn sao Việt đến tham dự như Trường Giang, Ninh Dương, Lan Ngọc, Hòa Minzy, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Lê Dương Bảo Lâm, Thu Trang, Tiến Luật.
Thúy Ngân, Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt, Hoa hậu Khánh Vân, Gin Lê, Minh Tú. Khoảnh khắc trao lời ước nguyện của chú rể Jin Tuấn Kiệt dành cho cô dâu Puka nhanh chóng gây sốt mạng xã hội bởi lời lẽ vô cùng chân thành. Dù không thể non hẹn biển, nam ca sĩ xúc động: "Anh cảm ơn em vì đã luôn yêu thương ở bên cạnh anh trong tất cả mọi chuyện, dù có những thử thách sóng gió nhưng cuối cùng chúng ta cũng vượt qua được, để đến hôm nay chúng ta đến với một chương mới của cuộc đời. Trước sự chứng kiến của cha mẹ, gia đình, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp thân, anh sẽ không nói lời thề, vì nếu thề mà không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà anh đã làm mỗi ngày cho em, để em cảm nhận được những gì anh yêu thương em. Dành cho em, cục vợ của anh yêu em", Jin Tuấn Kiệt thổ lộ. Lắng nghe những lời nói của Jin Tuấn Kiệt, mỹ nhân làng hài rơi nước mắt. Nhiều khách mời không kìm nén được sự xúc động trước khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai. Sau đám cưới tại Cam Ranh, quê nhà chú rể, cả hai tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 11 và cũng sẽ thực hiện thêm đám cưới tại quê nhà cô dâu ở Đồng Tháp theo phong cách miền Tây, nhưng chưa công bố thời gian cụ thể. Mẹ ruột Jin Tuấn Kiệt gây sốt khi nói về Puka. Hậu công khai chuyện tình cảm và màn cầu hôn khiến fan trầm trồ, Puka Jin Tuấn Kiệt đang là cặp đôi nhận được sự theo dõi của công chúng. "Tụi mình còn trẻ, đoạn đường bên nhau phía trước chắc hẳn sẽ còn dài, nên tụi mình không mong gì hơn ngoài việc có thể cùng san sẻ cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào trong cuộc sống, gánh vác giúp nhau những thử thách của cuộc đường đời, rồi cùng tận hưởng niềm vui khi có một người là chỗ dựa vững chắc bên cạnh. Cảm ơn các khán giả đã dành sự yêu thương cho Jin và Pu." Một đoạn trong bài đăng công khai chuyện tình cảm của Jin Tuấn Kiệt. Mới đây, Puka chính thức hé lộ bộ ảnh cưới hoành tráng. Ngay sau đó, mẹ ruột Jin Tuấn Kiệt cũng có hành động chia sẻ bài đăng này. Đi kèm đó là dòng chú thích thể hiện sự hào hứng khoe con dâu với mọi người xung quanh. Bà viết: "Con dâu của tôi", đi kèm theo đó là loạt icon hình trái tim. Hành động này của mẹ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Có thể thấy mẹ ruột của Jin Tuấn Kiệt rất quý mến con dâu tương lai và Puka cũng rất được lòng mẹ chồng. Puka được biết đến là nữ nghệ sĩ tài sắc trong showbiz Việt. Trước khi dính tin đồn hẹn hò và nên đôi với Jin Tuấn Kiệt, Puka từng có mối tình kéo dài nhiều năm với đạo diễn Diệp Tiên. Song đến năm 2019 họ bất ngờ chia tay, khiến khán giả tiếc nuối. Jin Tuấn Kiệt thì được biết đến trong vai trò ca, nhạc sĩ và diễn viên. Anh được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Sing My Song. Về chuyện đời tư, anh khá kín tiếng. Trước đó, Jin Tuấn Kiệt từng tiết lộ bản thân thích một cô gái có cá tính và chững chạc. Bố Jin Tuấn Kiệt nghẹn ngào nhắn nhủ đến hai con trong ngày nên duyên vợ chồng. Tối mùng 6 tháng 11, Puka và Jin Tuấn Kiệt tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí hân hoan của bữa tiệc, khi đấng sinh thành của cô dâu chú rể xuất hiện, nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo khách mời. Khi chứng kiến tình cảm đong đầy của khách mời dành cho các con, bố Jin Tuấn Kiệt không giấu khỏi xúc động. "Kính thưa nhà trai, kính thưa nhà gái cùng toàn thể quý vị đang hiện diện. Qua một thời gian tìm hiểu và được sự đồng thuận của hai bên gia đình, ngày hôm nay chúng tôi tề tựu lại để làm lễ tắc thành cho hai cháu Tuấn Kiệt và Cẩm Thơ nên vợ thành chồng. Xin hãy chào đón cùng gia đình mới, cùng chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thay mặt cho hai gia đình, chúng tôi xin cảm ơn quý vị dành chút thời gian quý báu để đến chung vui với gia đình. Chúc quý vị một bữa tiệc thật vui, ngon miệng." Sau khi bố mẹ rời khỏi sân khấu, Puka và Jin Tuấn Kiệt đã thổ lộ những tâm sự từ tận đáy lòng dành cho đối phương. Chú rể khẳng định anh sẽ không thề trước sự chứng kiến của bố mẹ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. "Vì thề mà không làm được thì cũng chỉ là lời nói suông. Anh vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mà anh đã làm mỗi ngày cho em, để em cảm nhận được những gì anh yêu thương em, dành cho em. Cục vợ của anh yêu em." Khả Như làm gì giữa lúc vướng tin đồn nghỉ chơi không dự cưới Puka? Gần đây mạng xã hội xôn xao trước thông tin diễn viên Puka và Khả Như cạch mặt nhau. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Khả Như không xuất hiện trong ngày trọng đại của Puka, dù cho cả hai trước đó từng khá thân thiết. Giữa lùm xùm người trong cuộc không lên tiếng, mới đây Khả Như đã có những động thái đầu tiên. Cô chia sẻ bài đăng thể hiện tâm trạng buồn bã trong tình yêu. "Cô gái nhỏ, mệt thì cứ mệt đi, buồn thì cứ khóc, yếu thì cứ yếu đuối thôi. Em xứng đáng được yêu, được thương, được cưng, được lo lắng, được chăm sóc đúng cách. Chứ đừng biến mình thành siêu nhân gồng lên để tự bảo vệ mình. Rồi cũng đừng mang tim đi chăm sóc cho ai khi bản thân mình cần được chăm hơn hết. Hãy cứ như một đóa hoa mềm mại rực rỡ, sống một cuộc đời hưởng thụ và yêu thương cuộc đời của em mà. Em có đang hạnh phúc không?" Có thể thấy, Khả Như dường như không quan tâm đến những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Cô tập trung cho công việc nghệ thuật lẫn cuộc sống đời thường. Trước đó, khi tin đồn Puka Khả Như nghỉ chơi bùng nổ, dân tình đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những thắc mắc cho rằng có thể Khả Như bận rộn lịch trình công việc từ trước nên không thể tham dự lễ cưới của Puka Jin Tuấn Kiệt. Mặt khác, việc đăng đàn chúc mừng trên mạng xã hội không phải quy định bắt buộc nên không thể căn cứ vào điều này mà cho rằng cả hai nghỉ chơi.